us. So back to what I was saying. Could be us. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video thiết kế mạch bằng phần mềm Rotate của mình. Thì để tiếp nối chuỗi video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái mạch dịch hai chế độ dùng IC thanh ghi dịch 74LS164 với hai chế độ đó là 3 điểm sáng, 1 điểm tối xen kẽ nhau và 2 điểm sáng, 1 điểm tối xen kẽ nhau, cùng hiển thị trên 24 LED đơn và sử dụng một cái nút nhấn để chuyển đổi chế độ. Thì chúng ta đã thấy cái phần mô phỏng ở đầu video. Thì để thiết kế một cái mạch mô phỏng như thế với cái những cái hai chế độ như thế thì chúng ta phải cần chuẩn bị những cái bước thiết kế như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về cái con IC này. Và đây là cái hình ảnh thực tế của con IC thanh ghi dịch 74LS164 và cái hình ảnh mô phỏng của nó trên cái phần mềm Rotate. Thì cái chức năng của con này là gì? Thì chức năng của nó là một cái thanh ghi dịch 8 bit dữ liệu. Nhiệm vụ của nó trong mạch hôm nay chúng ta thiết kế thì nó sẽ giữ nhiệm vụ đó là dịch dữ liệu và đưa dữ liệu ra xuất hiển thị trên LED đơn. Thì nó có nghĩa là hiển thị những cái điểm sáng, điểm tối đó các bạn. Rồi, thì để thiết kế một cái mạch thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua đó là cái bảng trạng thái của IC đó, để hiểu cái cách làm việc của nó như thế nào để chúng ta thiết kế. Thì để mình mô tả sơ lại cái bảng trạng thái này của con IC 74LS164 này, thì đầu tiên khi mà cái con này nó bất chấp ngõ vào là x là cái xung CB này là cái xung cấp cho nó, xung làm việc của nó, DSA, DSB là cái ngõ vào của nó. Rồi thì bất chấp cái ngõ vào thì khi mà cái chân master reset, con này là hiện tại nó master reset của nó là tích cực mức thấp, thì có nghĩa là khi mà nó cái chân master reset được cấp một cái mức thấp thì bất chấp ngõ vào thì nó sẽ reset tất cả các chân về mức low hết. Ở đây chúng ta thấy là quy 0 tới quy 7 đều là mức low. Thì khi mà chân master reset không được tích cực, có nghĩa là ở mức 2, thì chúng nó mới bắt đầu cái công tác làm việc của nó. Thì khi mà khi có một cái xung kích cạnh lên, thì khi mà chân DSA và DSB dữ liệu truyền vào đó là mức low và mức low, thì nó dịch một cái mức low vào quy 0. Khi cấp tiếp tục một xung thì nó tiếp tục cái mức low quy ở quy 0 này, nó dịch lên quy 1. Cứ như thế cho tới quy 7. Tương tự cái cách làm việc này thì ở cái trường hợp đó là DSA và DSB ở mức low 2 hay là DSA 2, DSB low thì nó cũng dịch một cái mức low vào quy 0. Và cứ một xung CB thì nó cứ dịch từ cái quy 0 đó lên quy 1 rồi tới tiếp tục dịch tới quy 7 khi mỗi xung CK được cấp. Và trường hợp cuối cùng đó là khi cái xung CB kích cạnh lên mà DSA đầu vào DSA và đầu vào DSB cùng mức 2 thì nó chỉ dịch một cái mức cao, mức logic cao vào quy 0. Thì cứ tiếp tục giữ cái trạng thái DSA, DSB ở mức cao và xung CB cứ tiếp tục cấp thì nó cứ dịch cái quy 0 này lên quy 1. Xung CB cấp thì nó dịch lên từ quy 1 lên quy 2. Cứ như thế nó dịch tới quy 7. Thì đó là cái trạng thái làm việc của con IC 74LS164 thanh ghi dịch này. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bước thiết kế mạch. Thì một cái bước không thể bỏ qua của thiết kế mạch đó chính là cái phần sơ đồ khối. Thì ở cái mạch này thì mình thiết kế chia nó thành 4 khối. Khối thứ nhất là khối dịch LED, là cái khối mà thực hiện công tác dịch LED, thì nó chính là cái chuỗi mạch thanh ghi dịch 74LS164. Khối tạo chế độ là cái cổng logic để lấy những cái ngõ vào của con khối dịch LED này để làm cái mức logic để tạo là cái chế độ 3 điểm sáng, 1 điểm tối và 2 điểm sáng, 1 điểm tối cho cái khối dịch LED này dịch. Rồi, khối chuyển chế độ, thì cái khối chuyển chế độ này hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái con Liplop JK, cái tính năng con Liplop JK ở cái trường hợp đó là đảo trạng thái LED để làm cái khối chuyển chế độ này. Và khối reset thì mình cũng tận dụng đó là cái khối nhấn bottom chuyển chế độ để làm một cái nút nhấn bottom này, mình sẽ sử dụng là nút nhấn auto reset low để làm khối reset cũng như là làm cái nút nhấn chuyển chế độ cho cái này luôn. Sau đây mình sẽ đến với cái việc thiết lập cái bảng trạng thái để của chế độ 1 và chế độ 2 để các bạn có thể thiết kế mạch một cách dễ dàng hơn. Rồi, đầu tiên đó là cái bảng trạng thái của chế độ 1. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu tại sao có bảng cái trạng thái này. Thì chúng ta biết rằng thì cái trạng thái nhất đó là 3 điểm sáng, 1 điểm tối. Thì 3 điểm sáng ở đây
chúng ta sẽ sử dụng 3 bit để làm cái cổng mức logic mở vào để tạo cái xây dựng cái ngõ ra logic cho cái khối chuyển đổi cái khối chế độ 1 này. Thì đầu tiên thì khi mới cấp điện thì chắc chắn V1, V2, V0 bằng 0 đúng không? Thì chúng ta sẽ cho dịch một cái mức 1 vào cái con led đầu tiên. Sau đó cái thanh dịch tiếp tục cho nó dịch một cái mức cao vào thì đây. Mức 0 này, cái mức 0 này sẽ được đẩy lên đây. Và cái mức 1 mình sẽ dịch một cái mức cao vào, đây là mức 1 này. Thì lúc đó cái led sẽ đem cái chuyển đổi chế độ thì cái chế độ 1 nó sẽ hiển thị dịch một cái led sáng. À, tiếp tục cái mình dịch một cái mức cao vào nữa thì cái led 1 này nó nhảy qua đây. À, cái led 0 này nó nhảy qua đây. Thì cái led 1 này được dịch vào thì á cái con dịch một một vào thì đây chính là ba điểm sáng. Ba sáng. Rồi, sau đó tiếp tục mình dịch một cái mức một vào. Dịch đúng ba mức. Mình dịch đúng ba mức. Thì cái led 1 này nè nó dịch qua đây, cái led 1 này nó dịch qua đây. Đó, nó dịch tuần tự như thế. Thì lúc này ba sáng rồi thì mình sẽ cho xuất một cái mức 0 là một một là một một tối đó các bạn. Rồi thì lúc này cái mức bức khi khi rồi sau tiếp tục cái giải thích theo ba dịch được ba mức một vào rồi, mình đã dịch được ba mức một vào rồi, đây mình đã dịch bằng một vào rồi thì mình sẽ dịch lại ngược quay lại quay vòng lại, mình sẽ dịch một cái mức 0, mình nhìn một cái mức 0 vào và thì mình nhìn mức 0 thì sau trạng thái một lít tắt thì sẽ tiếp tục quay lại một trạng thái một ba lít sáng lại, ba lít sáng lại. Rồi tiếp tục sau khi dịch mức không một mức không vào để tạo trạng thái kế tiếp thì tiếp tục mình dịch quay lại, mình dịch lại cái mức một mức cao vào cái bảng trạng thái, tiếp tục mình dịch mức cao vào cái lít không này chuyển qua đây, cái lít một này dịch vô thì tiếp rồi cứ như thế mình dịch tiếp qua đây, cái lít không này nhảy qua đây, rồi mình dịch tiếp, rồi mình đẩy mức một vào. Rồi khi mà mình tới cái trạng thái tiếp theo đó là mình đẩy một cái mức 1 vào đây, cái mức 1 này nhảy qua đây, cái mức 1 này nhảy qua đây thì ở đây mình có là 3 bit 1, 3 bit 1 thì bạn thấy nó có trùng không bạn? Bạn thấy nó trùng ở trên 3 cái bit 1 này đó. Vậy thì cái bảng trạng thái này đã được lặp lại rồi, vậy thì mình không cần viết nữa, thì cái trạng thái này gọi là trạng thái chuyển đổi đầu, trạng thái chuyển đổi đầu cho cái trạng cho kế tiếp cái vòng lặp kế tiếp thì mình viết cho đây thôi. Rồi từ cái bảng trạng thái này chúng ta đã hiểu được bảng trạng thái này thì chúng ta sẽ xây dựng cái bì cạc nô để rút gọn để tạo ra một cái hàm ngõ ra, chúng ta có thể thiết kế được cái cổng logic. Thì đây là cái bì cạc nô mà xây dựng, thì để thế cái bì cạc nô này rất là dễ các bạn, các bạn chắc cũng sẽ được học kỹ thuật số được các thầy hướng dẫn, và cái bì cạc nô này rất là tiện dụng. Thì chúng ta sẽ có ba ba bit là V2, V1, V0. Đây là V2, V1 mình thể hiện đó là 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 và V0 hiện thì là 0, 1 ở đây. Thì mình chỉ cần nhìn vào mình thế thôi. Ví dụ như V2, V1, V0 là 0, 0. Ở đây là 0, 0, mình lấy 0, 0 ở đây. Mình nhớ cái cột này. Tiếp tục V0 là 0, mình kiếm đây là V0 là 0, là đây. Thì ở đây chuyển trạng thái ngõ ra nó là 1, mình thế số 1 vào đây. Đây mình sẽ vẽ cho các bạn thấy. Rồi, đây. 0, 0. À, 0, 0. Thì mình sẽ thế số 1 vào đây. Rồi. Ok. À, tương tự như thế ở cái trạng thái mà 1, 1 0 0 1 này, đây 0 0 1 này. 0 0 1 này thấy không? Đây là 0 0 là V1, V2 V1 là 0 0. Rồi, V0 là 1 thì nó nằm đây. Thì có nghĩa là đây là cái ô chiếu xuống là ô này. Vậy thì ở trạng thái ở đây là gì? Trạng thái đây là 1 thì mình thế số 1 đi vào đây. Đó. Rồi. Nếu như á mà cái trạng thái tiếp theo đó là 011 011 V2 V1 là 01 đây, 01 đây. Rồi V0 là 1 đây thì mình chiếu sang nó là ô này. Đó, nó là ô này. Vậy thì cái trạng thái nó là gì bạn? Trạng thái đó là 1, mình thế cái 1 này vào đây. Đó, cứ như thế. Rồi, cứ như thế cho tất cả các hàng còn lại mình sẽ thế được cái bì cạc nô như thế này. Rồi sau cái việc khi mình đã thế được bì cạc nô này rồi thì mình sẽ thực hiện rút gọn hàm, rút gọn hàm bằng cách đó là sẽ gom góp. Bây giờ mình sẽ ở đây mình có thấy số 1 rất là nhiều thì mình sẽ gom theo kiểu đó là
tổng của một tích, có nghĩa là SOB, cái kiểu SOB các bạn là gom số 1 đó, thì mình sẽ nhìn ở đây mình sẽ gom từ 8 xuống 4, 4 xuống 2, 2 xuống 1. Vậy thì các bạn thấy ở đây là chúng ta thấy có thể góp được 8 không? Không góp được 8 ở đây, tại vì có số 0 nằm đây không góp được 8, thì mình phải góp được số 4 thì gom được 4 không? Thì ở đây mình gom được cái 4. Đây là cái này cái 4. Rồi, gom được cái nào nữa các bạn? Đây, gom này một cái 4 nữa. Đây còn một số 1 thì mình phải bắt phải gom nó. Mình gom được 4 không hay là gom được 2? Đây, mình chéo qua đây, mình gom chéo qua đây và chéo qua đây. Mình sẽ gom được nữa là 3 hàm và mình gom tất cả số 1 rồi. Đó là cái cách gom hoàn. Rồi. Rồi, mình sẽ gom được 3 cái. Rồi. Rồi, từ 3 cái gom này mình sẽ xây dựng được cái hàm ngõ ra của nó là như thế này. CD1 sẽ bằng Q2 đảo cộng Q1 đảo cộng Q0 đảo. Rồi, có nghĩa là sao? Đây là mình viết theo số 1, có nghĩa là sum tích tổng của một tích, tổng của một tích, ví dụ như hạt cái ô xanh này đây, mình gom 4 số 1 ô xanh này đây, cái x này nó cũng thể là hiểu là không hoặc một các bạn, gì thì mình cho nó là một đi, thì mình sẽ gom được nó. Thì không, ở đây mình thấy nè, đối chiếu kéo vào 4 ô 0 0 1 1 để thay đổi, Q1 Q2 để thay đổi, đúng không? Ở đây chỉ có số 0 này thôi, mà mình gom số 1 thì số 0 này sẽ là đảo, ở đây là Q0 đảo, đây nó là Q0 đảo. Cái ô xanh lá cây đậm này chẳng hạn, thì ở đây mình có 0 1 0 0 giữ nguyên, có nghĩa là Q2 đảo. Rồi. 0 1 thay đổi. Q0 là sao? 0 1 thay đổi thì mình mất nó đi, thì chỉ còn Q2 đảo, đây Q2 đảo. Còn cái màu đỏ này mình thấy là Q2 0 1 thay đổi mất Q2, Q1 là 0 0 0 0 là giữ lại, rồi Q0 là 0 1 là triệt tiêu. Vậy thì chỉ còn Q1 đảo thôi. Vì mình xây dựng được cái hàm CD1 sẽ bằng Q2 đảo cộng Q1 đảo cộng Q0 đảo. Vậy thì từ cái Q2, Q1, Q0 đảo này thì mình sẽ dùng cái đại số bool để mình chuyển đổi. Thì chúng ta biết rằng đó là A đảo cộng B đảo thì bằng A nhân B tất cả đảo, đúng không các bạn? Đại số bool nó hiển thị như nó như thế. Thì bây giờ đó là hai cái bit, thì bây giờ chúng ta ba bit thì cũng tương tự như Q2 đảo cộng Q1 đảo cộng Q0 đảo thì sẽ bằng Q2 nhân Q1 nhân Q0 tất cả đảo. Rồi, đó chính là cái hàm rút gọn của cái trạng thái số 1 này. Tiếp theo chúng ta đến cái trạng thái số 2 là hai điểm sáng một điểm tối. Tương tự như thế chúng ta cũng xây dựng được cái chế độ 2. Đầu tiên khi khi mới cấp điện thì không không, trạng thái Q0 và Q1 nó bằng không, thì mình sẽ dịch một cái led sáng vào, mình sẽ dịch một cái led sáng vào nó để hiển thị. Thì tiếp theo mình dịch một cái mức cao vào, mình dịch một cái mức cao vào đây thì cái số 0 này nó sẽ được đẩy qua đây. Ok, thì mình sẽ dịch tiếp tục mức cao vào, thì đây chính là hai điểm sáng, hai sáng. Rồi, rồi tiếp tục mình mới dịch một mức mức một thôi, mình tiếp tục dịch một nữa, mình dịch một 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 đây thì cái một này nó đẩy qua đây. Rồi, cái một này đây thì cái một này lúc này hai sáng rồi thì tiếp tục làm một tối, đúng không các bạn? Rồi, rồi sau khi mình dịch hai mức một mức thấp vào thì mình tiếp tục mình phải dịch như sao, mình phải dịch một cái mức không vào để đảo trạng thái nó, để mình dịch cái trạng thái nó mức không vào, không vào đây thì thằng một này sẽ được đẩy qua đây. Rồi, mình sẽ hiển thị trạng thái nó sẽ là gì, là tiếp tục lại cái trạng thái hai sáng, đúng không các bạn? Hai sáng. Rồi, sau khi dịch mức không rồi thì tiếp tục mình lại quay lại mình dịch mức một như ban đầu, là hai cái mức một này, mức một này thì cái mức không nó chơi vào đây, mức một. Rồi tiếp tục dịch mức một tiếp tục thì nó lại dịch vào đây và mình dịch mức một đây, thì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta dịch một một vô thì nó lại quay lại cái trạng thái một một, thì nó trùng cái trạng thái nào các bạn? Trạng thái đây, trạng thái một. Vì là các bạn trạng thái này xây dựng tới đây thôi là được, nó đã cái trạng thái này đã đầy đủ và đã lặp lại rồi thì nó đầy đủ, thì cái hàng này là mình tham khảo, mình đã hiện tới đây thôi. Từ cái bảng trạng thái này chúng ta xây dựng được bảng trạng thái này thì chúng ta sẽ rút gọn bằng cái biệt cạc nô. Thì đây là cái biệt cạc nô mình xây dựng tương tự như thế, không không thì là chết một thì là không không thì là một. Bảng này nó có hai bit quy một và bit không, không không thì là một, không một thì là gì, là một, không một thì là một, rồi một 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 thì là gì, chiếu vào đây là không. Đó, tương tương tự như thế chúng ta sẽ xây dựng được biệt cạc nô, và sau đó chúng ta rút gọn hàm, mình sẽ tìm được hai cái rút gọn đó, đây là gì, mình gom số 1 luôn theo kiểu tổng của một tích luôn, đó là một 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 một, nhưng mà ở đây không có 4 tại vì dính không này, mình sẽ gom hai. Rồi từ gom hai này mình sẽ rút gọn được một cái hàm CD2 sẽ bằng Q1 đảo cộng Q0 đảo. Từ cái Q1 Q0 này như mình diễn giải ở cái chế độ như bên đây thì chúng ta cũng rút gọn
biến đổi theo cái đại số boolean của nó thành V1 nhân V0 tất cả đảo. À, A đảo cộng B đảo thì sẽ bằng A nhân B tất cả đảo. Rồi sau khi mình đã xây dựng được cái bảng trạng thái và tạo cái rút gọn cái hàm ngõ ra của hai cái khối tạo chế độ, thì chúng ta sẽ tới cái khối chuyển chế độ, cũng xây dựng cái bảng trạng thái để rút gọn hàm của nó để xây dựng cái mạch logic. Thì chúng ta đây là cái bảng trạng thái mình đã xây dựng được, thì chúng ta sẽ lấy cái chế độ 2 và cái chế độ 1 từ cái ngõ ra của chế độ 2, chế độ 1 mà nay chúng ta rút gọn ở cái khối tạo chế độ, các bạn làm cái bit ngõ vào tiếp tục cho khối chuyển đổi chế độ này, và kèm theo đó là một cái tín hiệu ngõ vào Q. Cái Q này thì nó mình theo đề tạ đề nó yêu cầu là một nút nhấn, thì nút nhấn nó có hai mức, đó là khi mình nhấn đè nó thì nó là mức 1 đúng không, còn khi mình thả ra nó là mức 0, và tại vì mình sử dụng auto reset low mà. Rồi thì mình sẽ làm ba cái mình sẽ một cái bảng trạng thái là ba bit ngõ vào mà cũng bit ngõ ra. Cái bit ngõ ra này sẽ được điều khiển vào cái chân DSA hoặc DSB của cái mạch 74 là S164. Thì đây chúng ta thấy rằng chúng ta thấy là cái Q này là một cái nút nhấn, thì nút nhấn nó có hai chế độ 0 hoặc 1, không? Nhấn hoặc không nhấn thì 0 hoặc 1, là đây chúng ta hiểu rồi em, 0 1 0 1 0 1. Còn cái CD1 CD2 này là gì? CD1 CD2 là hai bit kết hợp lại nhau, thì chúng ta nó có mấy trạng thái bạn, hai bit thì có mấy trạng thái, có bốn trạng thái, thì đó là cái trạng thái gì, trạng thái 0 0 đúng không, tương ứng với bên đây là 0 1 rồi 0 1 1 0 và 1 1 đúng không, tại vì chúng ta phải lặp double hai cái, tại vì ở đây cái kèm theo cái quy này nữa là quy nó có 0 hoặc 1 nữa, thì chúng ta phải double hai cái. Rồi rồi chúng ta sẽ quan sát, mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm sao mà chúng ta có được cái định này. Thì chúng ta sẽ quy ước các bạn, thì chúng ta quy ước rằng khi mà chúng ta không nhấn nút, không nhấn nút có nghĩa là khi cái quy này ở mức không đúng không, thì cái chế độ một này hoạt động, còn khi mà chúng ta có nhấn nút một cái thì cái nó giữ lên trạng thái là một, thì cái chế độ 2 này hoạt động, thì do mình quy ước thôi. Thì các bạn như ở đây mình quy ước là khi mà không nhấn thì là chế độ 1, khi nhấn một cái là lên chế độ 2, nhấn một cái nữa thì về lại không thì nó lại chế độ 1 lại, cứ như thế. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng này ha. Đầu tiên khi chế độ 2 và chế độ 1 bằng 0, thì khi mà bạn cái đợi mình đừng có quan tâm bên đây trước, mình phải quan tâm cái quy này trước. Thì cái quy này khi bằng không có là không có nhấn, thì bạn muốn chế độ nó hoạt động, các bạn chế độ 1 hoạt động, nhưng mà chế độ 1 bằng không đúng không, khi quy bằng không thì mình chỉ quan tâm chế độ 1 thôi, không quan tâm chế độ 2, thì do cái chế độ 1 bằng không thì mình suy ra đây bằng không luôn. Rồi tương tự như thế, ở đây khi cái quy bằng không mà cái CD1 này bằng 1, mình quan tâm một này thì mình suy cái một này bằng 1, lấy cái CD1 khi ở quy bằng không thì mình lấy cái CD1 chuyển ra để in luôn. Rồi khi ở tiếp tục ở đây bằng không đó nè, ở đây mình không, mình cũng lấy số 0 qua đây luôn, từ CD1 qua luôn, ở đây bằng không thì mình sẽ lấy số 1 đúng không? Hiểu các bạn. Rồi rồi mình sẽ gom này đi. Rồi còn khi mà cái nút nhấn Q, cái trạng thái Q này nó bằng một này một, thì mình không quan tâm CD1 nữa mà mình chỉ quan tâm CD2 thôi. Vậy thì ở đây mức bằng một thì mình thấy CD2 là gì bằng không, mình kéo không này qua ra để in luôn. Ở đây là CD1 bằng Q bằng một thì mình kéo cái CD2 này ra đây luôn. Rồi cái Q này bằng một thì mình ở đây có trạng thái Q CD2 bằng một thì mình kéo một ra đây luôn. Tương tự như thế, dòng cuối này cũng vậy. Đó chính là cái quy luật. Rồi chúng quy luật để xây dựng cái bảng trạng thái này, thì chúng ta đã xây dựng được cái bảng trạng thái như thế. Vậy thì chúng ta sẽ kiếm cái bước đó là rút gọn cái bảng trạng thái này bằng bìa gạch nô. Thì chúng ta tương tự như thế, ở chúng ta thấy ở đây là 0 0 0 0 3 bit đúng không các bạn, CD2 CD1 và Q, Q là 0 1, CD2 CD1 là 0 0 0 1 1 1 1 0. Đây chúng ta thấy là 0 0 0 0 0 0 thì chúng ta thế số 0 vào đây đây. Rồi ở đây là 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 thế số mấy, thế số 0 vào đây. Rồi 0 1 0 0 1 0 0 1 0 thì thế số gì đây, số 1 ở đây. Tương tự như thế mình thế được cái bìa gạch nô này, sau đó mình sẽ thực hiện rút gọn bìa gạch nô. Thì ở đây mình thấy mình sẽ rút gọn bằng cũng bằng phương pháp tổng của một tích luôn là SOP đó các bạn. Thì chúng ta rút gọn được hai cái vị trí, gom hai lại, chúng ta thấy một gom được hai cái, một đây gom được hai cái, và từ cái hai cái gom này mình sẽ rút gọn được cái hàm D-in bằng bìa gạch nô, đó là quy đảo nhân CD1 do hai cái đúng không em. Thì ở đây tại sao đây là quy đảo nhân CD1, bạn nhìn nè,
đây là 0,1, CD2, CD1 là 0,1 và 1,1. CD2 ở đây là 0, ở đây là 1 là có thay đổi nè, mất triệt tiêu nó đi. Chỉ có CD1 thôi là 1, 1 giữ trạng thái là số 1. Thì CD1 sẽ bạn 1, mình đang gom 1 mà, thì ở đây 1, 1 thì mình chẳng giữ nguyên là CD1. Nhưng mà đối chiếu sang đây quy, quy nó bằng gì? Quy nó bằng 0. Mà bên đang gom 1 mà có 0 sao? Là đảo, thì cũng là quy đảo. Mình đang gom theo phương pháp đó là tổng của một tích. Thì cái này là đầu tiên là tích, hiểu không? Tích, đây là quy đảo nhân CD1, biết không? Thì sau đó cộng nè, cộng thêm một cái gom nữa nè. Nhưng mà các bạn nhìn ở đây, CD2, CD1 đây là 1,1 và 1,0. CD2 đây là 1, CD2 đây là 1, 1 giữ nguyên rằng là CD2. Mình đang gom 1 thì CD2 không đảo đâu, là CD2 thôi. CD1 nó là 1, đây là 1, đây là 0. Thì nó đã thay đổi, nó mất, bỏ nó đi. Và đối chiếu sang đây mình thấy đó là quy, thằng quy bằng 1. Thì có nghĩa là CD 1 nhân quy, đúng không các bạn? CD1 nhân quy. Thì tổng của một tích thì mình sẽ tổng của các tích thì mình sẽ tổng các tích mình cái gom được từ cái biệt gạch nó này là mình sẽ có hàm d in sẽ bằng quy đảo nhân CD1 cộng với quy nhân CD2, đó là cái hàm này. Rồi thì chúng ta sẽ suy các cổng, suy ra chúng ta tìm cái cổng logic để tương ứng với các hàm chúng ta rút gọn, ba hàm mà chúng ta rút gọn hồi nãy ha. Rồi thì bây giờ đối với cái chế độ 1, hàm nó gì được các bạn? Nó hàm nó chính là q2 đảo, đâu xin lỗi, là q2 đảo cộng q1 đảo cộng q0 đảo. Thì chúng ta chuyển đổi dùng đại số bool chuyển đổi nó thành q2 nhân q1 q0 tất cả đảo ha. Thì chúng ta thấy ở đây là q2 nhân q1 nhân q0 là gì bạn? Đó là cổng AND, nhân là AND, AND mà đây đảo nên là cổng NAND ha. AND đảo lại là cổng NAND. Thì chúng ta sử dụng một cái cổng NAND ba ngõ vào, q0 q1 q2 là ngõ vào và cái ngõ ra là CD1. Rồi tiếp theo cái trạng thái chuyển chế độ 2, chúng ta rút gọn được đó là q1 đảo cộng q0 đảo, dùng đại số bool chuyển đổi về là q1 nhân q0 tất cả đảo. Ở đây chúng là q1 nhân q0 là một cổng AND hai ngõ vào, chúng ta đảo một cái nữa là thành cổng NAND hai ngõ vào. Thì chúng ta sử dụng một cái cổng NAND hai ngõ vào, q0 q1 là ngõ vào và CD2 là ngõ ra. Rồi tiếp theo cái khối mà chuyển đổi chế độ D, cái hàm D in, cái hàm D in thì chúng ta thấy là q đảo nhân CD1 là đây là phép nhân mà có một cái q q đảo. Thì chúng ta nó là một cổng AND hai ngõ vào, và với ngõ vào đầu tiên đó là quy đảo và ngõ vào thứ hai đó là CD1. Rồi cộng với một cái quy nhân CD2 lại tiếp tục cộng với một cổng AND nữa, quy nhân CD2 là cái ngõ vào và ngõ ra. Thì hai cái cổng AND này cộng lại với nhau thì nó là cộng là các bạn là cổng O, đúng không? Cổng O giờ cổng O cộng lại thì sẽ được cái hàm ngõ ra DIN. Đây là cái mạch chúng ta hoàn thiện. Thì chúng ta sử dụng cổng NAND ba ngõ vào, chúng ta sử dụng IC74023, IC NAND hai ngõ vào chúng ta sử dụng 7400, và cái này chúng ta sẽ sử dụng cổng AND là 7408, cổng O là 7432. Rồi đây là những cái linh kiện mà mình đã liệt kê sẵn ra để các bạn có thể nhìn là chúng ta lấy linh kiện từ cái phần mềm Rotor. Rồi chúng ta quay lại cái mặt thôi các bạn, để chúng ta có thể xem lại mô phỏng giải thích tường tận từ mà cái những ta thiết kế hồi nãy. Rồi đây là cái mặt thôi các bạn, thì chúng ta đã xây dựng được cái hàm rút gọn rồi, chọn cổng logic rồi, thì chúng ta sẽ thế vào mặt thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái mặt này sử dụng hiển thị trên 24 led đơn, 24 là bao nhiêu các bạn, mà mỗi con IC74164 này nó chỉ thanh ghi dịch, nó chỉ thanh ghi 8 bit thôi, là nó hiển thị được có 8 led thôi. Vậy thì để hiển thị 24 led thì mình phải sử dụng mấy con IC các bạn? Phải ba con IC 8 nhân 3 24. Rồi. Rồi thì 3 IC sẽ được ra ngõ 24 ngõ ra. Rồi. Sau đó thì đây cái đây chính là cái khối, đây chính là cái khối mà đây chính là cái khối dịch led. Cái khối dịch led. Đó. Rồi. Cái khối này đặc biệt chúng ta quan tâm cái khối D, đây là DSA và DSB là khối ngõ vào, thì chúng ta quan tâm dịch mức cao thôi. Thì chúng ta sẽ mức cao hoặc là mức thấp, một là dịch mức cao hoặc dịch mức thấp, thì chúng ta không quan tâm cái chế độ là A khác B low hai hay là hai low hết, chúng ta chỉ cần một là cho nó dịch hai mức cao vào A hoặc B, và dịch một là dịch mức thấp vào A hoặc B thôi, nên chúng ta nối tắt nó lại. Rồi ngõ ra là chúng ta sẽ nối với những con led này qua một cái con điện trở 330 ohm để hạn dòng cho nó vô led này khỏi bị cháy thôi các bạn. Tại vì ngõ chúng ta vào là 5V thì chúng ta sử dụng trở 330V để hạn dòng cho nó. Con led này dơ, led này là led vàng thì nó dơ khoảng gần 2V. Điện áp dơ cho nó là khoảng 2V. Rồi, cái chân CD cái CLK của con IC này thì mình sẽ nối chung lại với nhau. Tại vì nó là cái xung cấp xung, là cái tương ứng với cái bảng trạng thái CB đó các bạn, CB cấp xung này đó.
CK, CLK này chúng ta nối chung lại với nhau và cắt cho nó một cái sung clock. Cái sung clock này á, để cho nó lý tưởng á, thì mình không có tạo một cái mạch NE55 tạo một sung đâu, tại vì nó dễ bị mô phỏng thì nó không có hoàn hảo lắm. Chúng ta sẽ sử dụng một cái sung D-Lock của hệ thống của cái phần mềm mô phỏng này hỗ trợ luôn. Thì mình sung D-Lock này nó sẽ là sung vuông hoàn chỉnh, hoàn hảo hơn. Thì với cái tần số là 1 Hz mà để mình cấp cho nó, để cho cái mạch này nó chạy không bị lỗi. Còn cái việc thiết kế mạch thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cổng tạo dao động ICNE555. Rồi. Cái chân MR đây các bạn. MR này là chúng ta bình nó tích cực bất thấp thì chúng ta sẽ nối luôn về cái nối chung lại với nhau. Một lần mình reset là reset hết tất cả các led thì mình sẽ nối chung reset lại nhau và nối chung lại cái nút bottom này. Đây là cái mạch auto reset low, có nghĩa là khi nhấn thì nó là xuất mức low, còn khi bình thường thì nó sẽ khi bình thường thì cái mức nhấn này nó cách cái tụ này nó cách ly luôn thì nó sẽ nối lên 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 nguồn là 5V. Con chở này là cái con chở chống chống nguồn chạm mát thôi. Rồi khi mà chúng ta nhấn thì khi chúng ta nhấn thì cái này nó cái mạch này được thông xuống mát. Cái chở này cái đường nó sẽ có hai đường đi, đường lên ấy, đường lên nguồn, hoàn nguồn mà có 1 ký này nó hạn rồi. Thì ở đây đường này là đường không có chở, đường từ từ đây xuống bottom đã được nhắn nha, rồi xuống mát thì nó không có điện trở hết thì nó sẽ ưu tiên xuống mát thì nó sẽ là xuất mức thấp. Nên tại sao mạch này mạch auto reset low, nhắn cái là xuất mức low, còn bình thường nó là mức 2. Rồi. Tận dụng cái đó, tại vì khi nhắn cái nó sẽ reset luôn cái mạch này luôn. Rồi, sau đó chúng ta tới cái khối là cái khối chuyển đổi chế độ. Đây là cái khối chuyển đổi chế độ. Thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất đảo trạng thái của con IC74HC112 này, thì nó là một con lip lớp JK. Thì chúng ta biết rằng lip lớp JK khi mà cái ngõ vào J và ngõ vào K tích cực mức cao ha các bạn, và cái chân reset mastery và master clear nó đều ở mức cao, có là nó không tích cực các bạn, là nó không có reset. Thì khi đó khi xung CB lên mức cao hoặc mức thấp, tại con này là tích cực mức thấp, thì có là khi có một cái xung C3 CK tích kích cạnh xuống thì nó sẽ đảo trạng thái. Bình thường thì Q nó sẽ là mức thấp, Q đảo sẽ là mức cao. Khi mà chúng ta đảo trạng thái kích một cái mức xung CK kích cạnh xuống là nhấn nhấn nút một cái này là từ mức cao xuống thấp đó, thì nó sẽ kích cạnh xuống, thì con này sẽ đảo trạng thái là Q ban đầu mức không lên mức 1 và Q đảo từ mức 1 xuống mức không lại, thì đó chính là đảo trạng thái. Rồi còn đây là cái mạch D in, cái mạch cổng loop D in để đưa vào cái cổng D D A và D B. Chúng ta nãy chúng ta đã vẽ rồi hai cổng N O lại với nhau, và đây là cái khối tạo chế độ một cổng NAND hai ngõ vào, một cổng NAND ba ngõ vào, và đó như thế thì chúng ta sẽ chạy lại mô phỏng lại cái mạch đầu tiên khi mà chưa khắp cấp nguồn đúng không, thì cái auto reset này nó sẽ là mức low. Thì cái mức low thì con JK này nó chạy ở trạng thái bình mới bắt khởi động, đó là Q bằng mức thấp còn Q đảo mức cao, thì nó sẽ cấp xung qua cái cổng logic này mà chúng ta gặp con hàm này, nó cấp vào theo tuần tự logic, đó là ba ba cái mức cao một mức thấp thì nó sẽ hiển thị là ba cái led sáng một led tắt, cứ như thế dịch tới đây rồi nó cứ dịch như thế. Khi chúng ta nhấn nút, bạn thấy là khi mình đè nút thì có nghĩa là cái đè nút thì cái mạch auto reset low, cái bit nút nhấn này nó sẽ kích một cái mức thấp vô cái CLK. Thì khi cái kích vừa kích mức vừa kích cạnh xuống một cái thì cái con Q á nó sẽ lên từ mức thấp lên mức cao, còn Q đảo nó ngược lại, nó từ mức cao nó xuống thấp. Nhưng mà tại sao cái mạch này nó không chạy, tại sao thì mình cũng đè nút nhấn, mình đè cái nút nhấn tích cực mức thấp thì mức thấp này đưa ra master reset mức tích cực mức thấp, thì cái mạch này nó đang reset liên tục, nó không có dừng, thì nó cái led nó không hiển thị. Khi mình vừa thả nút nhấn ra nó về lại mức cao thì cái con quy đảo này nó chưa gặp kích cực xuống tiếp tục mà, thì nó vẫn giữ trạng thái là quy mức cao quy đảo mức thấp, thì nó sẽ chuyển qua chế độ 2 là cái chế độ hai điểm sáng một điểm tắt một điểm tối đó các bạn. Thì tiếp tục như thế, nhấn cái nữa nó quay về là chế độ 1 là 3 điểm sáng 1 điểm tối, tại vì cái quỹ đạo này nó đã từ mức cao dần thấp ngược lại về là như chế độ ban đầu nè. Nhấn cái nữa thì nó lại 2 điểm sáng 1 điểm tối. Đó hay rồi. Và đó chính là cái mạch mà mình muốn giới thiệu và hướng dẫn các bạn thiết kế mô phỏng hôm nay. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi cái suốt cái thời gian mình hướng dẫn này. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì có thể like, share và đăng ký kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.